em bị bánh liền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bắt đầu vô trò chơi bắt đầu 3 phút rồi. Khi nào đen là có nha, bắt đầu nè. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên là cố lên, cố lên, cố lên, cố lên là cố lên, cố lên, cố lên, cố lên là cố lên. Ừ. Chết mẹ luôn. Cố lên. Rồi chơi được tính thời gian là 3 phút nha. 3 phút nha, bắt đầu nè. 6:21 rồi. Cố lên đi. Bên này lệ hơn, công nhận bên này. Công nhận bên này nhiều chuyện hơn hay sao, nó giỏi quá. Không, tôi thấy bên này nhiều chuyện hơn cho nó làm nhanh hơn. Rồi 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 rồi. Nè, em xúc vô, em xúc vô á, làm xúc ở trên á. Xúc bây giờ đó bắt đầu ơi, gồng xuống. Ừ, rồi, quay lại, quay lại, quay lại. Quay lại. 6:21. Còn 2 phút nữa thôi. Chỉ còn 2 phút nữa thôi. Chỉ còn vô, vô, vô. Ở ngoài không có ấy thì cổ động. Yo con le le đánh bánh trong thổi kèn, con bìm bíp thổi tờ tí tè tò tè. Đi học về là đi học về, em vào nhà em vào cha mẹ, cha em khen là con rất ngoan, mẹ âu yếm hôn lên má em. Rồi nè, 6:22 nè, chuẩn bị nè nha, gần hết giờ rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Gần hết giờ rồi. Cố lên, sắp sửa nghe tiếng reng nè nha. Cố lên. Sắp sửa nghe tiếng reng nè nha. Sắp sửa rồi. Gần tới nè. Đó. Qua lên, qua lên. Rồi, sắp đứt rồi. Hai. Tích tắc nè. Rồi, bên nào thua thì gì bên đó phải cổng bên kia. Rồi, reng. Trò chơi kết thúc. Rồi kết thúc, trò chơi chứ kết thúc rồi. Nè bây giờ cái rổ này của Đoàn An đúng không? Bắt đầu giờ đếm nè. Rồi 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 rồi. Đứng lại Đoàn An coi. Rồi bắt đầu mình đếm nha, đếm nha. 1 Đếm 2 3 4 6 6 7 8. Rồi bắt đầu là của Đoàn An nè. OTB nè. 1 2 3 4 5 6 7 9 8. Nè, chiến thắng thuộc về đội A. Đề nghị đội B quay cái bông vô. Đề nghị đội B quay cái lọn vô. Cẩu ra nè, cẩu lên. Rồi, 2, 3, vô bên kia. Đứng lên. Chạy chạy. Giống giống rồi. Quay cái lòng vô. Quay vô. Quay hạ nè nè. Ê ê ê ê. Nó nhỏ nha. Nhỏ ngầu lan nó thua nó quạo. Nó cổng nó cũng quạo nó vậy. Cổng nó quạo. Cổng nó quạo. Rồi rồi rồi. Để tiếp tục với chương trình nhạc phẩm chương trình, xin mời các bạn vừa dọn dẹp vừa lắng nghe. Yeah.
mùa xuân vừa lên, bao về trên những bàn tay. Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh, nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai. Những nhóm nhắn trông quen vẫn trong tầm mắt em, ta nhìn về anh và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ đợi. Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh, tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bao dung. Giữa hoang tàng lãng quên nơi cuối đường có em duyên chờ đợi anh. Được anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Nhớ anh vừa sống đôi phút đầu tiên, tôi em còn bên những giây cuối cùng. Nhưng cuộc đời anh không quên chân tình ngày hẹn cho em. Một tình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh, tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bao dung. Giữa hoang mang lãng quên nơi vui buồn có em. Rồi chúng ta bắt đầu đưa đi lên, chuẩn bị 1 2 3. Bằng tên của anh không vui hòa, nhưng còn đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Nhớ anh được sống đôi phút đầu tiên, có em cần bên như đôi cuối cùng. Nhưng cuộc đời anh không quên quên tình ngày hẹn cho em. Nhớ chưa được có những phút lìa xa, dù được bằng tên của anh khắp nước hòa. Nhưng còn đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Anh được sống đôi phút đầu tiên, có em cần đến những nơi cuối cùng. Nhưng cùng đời anh không quên trên tình dành hết cho em. Xin mời các ca sĩ lên đăng ký nhà hàng. Xin mời các ca sĩ hai chúng hai cũng đăng ký ạ. Một lần nữa chúng tôi xin mời các ca sĩ trong đội ngồi. Một cái chỉ cầm tay mùa hè mà chắc chắn anh em nên có. Thiết chỉ liên tử mua lan hay biển kiền. Nhớ về anh Linh nha. Chị đã chị đưa rồi. Nằm đâu đó đó. Vô ba hai tục tinh hai ba vô. Cậu ơi, cậu ơi, chú sĩ ơi, bắt chú xỉu, bắt chú xỉu. Vô vô qua có thêm quá bữa nay mình đi còn không đủ là chị sụp đó cưng lắm á nha, cưng lắm á. Vô 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 đã rồi, xem xuống dưới đi. Chừng gớt cái camera đó. Cái camera. Không, rượu ngon chứ. Ê, rượu càng để lâu càng ngon rồi ha. Rất ngon. Cây rượu mình rượu ấy mà. Nếu mà lâu nó lên men rồi, nó tự lên men. Uống đi, uống đi, uống uống một người đi. Tốt lắm. Nè, ba nè. Ba, ba. Ba. Vô! Vô ra mồi luôn. Rồi,
Chị dây rồi nha. Ai cũng nói bề, người ta bấm rồi. Rồi, ba vô. Cảm ơn mọi người, cảm ơn đã nấu. Bỏ cái này em vào là quá nãy giờ. Cảm ơn quá. Có muộn sạch đảo nó lên cho nó thấm nữa. Cái gì thảo mới chùi. Đã qua đập đất ra con 16 kìa chị. Ừ gì đó, là chị Bông nói đó. Nè, trước hết là cái đội thể dục của mình cảm ơn đội ẩm thực. Cảm ơn chị nấu ăn đó đúng không? Cảm ơn chị Hoa. Cảm ơn chị Hoa. Cam nè, cà ri nè, cái gì cũng có hết. Cảm ơn rất nhiều nha. Thầy nói cảm ơn bạn thật đó, bạn cần chi công. Yên Thảo Tho là bọn mình đẹp không? Chứ thờ không mới ghê. Chứ thờ không mới ghê. Chứ thờ. Ủa, Tiên đẹp quá. Rồi Tiên nữa, con đi vua thị tề. Con vua thị tề. Ghê lắm nha. Rồi, cậu này chúc mừng. Vô cái coi nè. Ngoại uống là ngoại có sung sung lên nha. Bà ngoại không luôn á, hai bà ngoại. Bà ngoại này sung lắm nè. Bà ngoại này ghê lắm. Vỗ hai cái mới chịu. Một cái không chơi. Một cái không chơi. Đây, một cái không chơi. Quá, hai bà ngoại. Rồi, tức mình quá. Liêu liêu. Nội phải không? À, hai bà nội, hai bà nội. Tức là nội nội. Bao nhiêu đây mà có nhầm nhò gì quốc vậy? Hai ba, go! Cạn ly luôn. Vô, ngọt ngay à, uống đi đừng cho nó dễ tiêu. Uống chẳng dễ tiêu. Thử ra à, chị. À, chị. Hết rồi. Hết rồi hả? Ừ. Uống đi đừng cho nó sai gì. Sai rồi. Bây giờ đây mà có nhầm giò gì. Yeah. Đậu một lần ta nhậu hai ly. Ê, mẹ nó không dỗ đùi, nó mang dỗ đùi. Nấu quá cực quá mà mình ăn ngon quá. Chị ơi, người ta cực mình ăn ngon quá. Mình ăn ngon quá. Cái câu nói này hay nhất trong ngày nè. Uống chị bà cái coi. Câu nói là hay uống với chị bà. Đúng không? Đúng không? Phải không? Bây giờ mọi người đồng ý không? Quá trời luôn. Mà mình ăn ngon quá trời luôn. Ăn ngon quá. Uống cũng ngon nữa. Mời chị đồng ý đúng không? Đồng ý. Bây giờ thử chị bà không? Đúng rồi, bây giờ mời chị bà. Lấy mấy thằng nấu cực quá tội nghiệp đâu bởi chị. Bây giờ thử cái đâu này đâu, là hay nhất trong ngày. Không phải nhất trong ngày. Hay nhất trong ngày. Không giờ thử tao nấu. Không không chúng ta thử sao. Chúng thử sao. Chúng thử sao nè. 1 2 3 go. Uống với người đó câu hay nhất trong ngày. 2 3 3 có nhầm nhò gì. Ủa à, vô. Uống rồi vỗ đùi ra đây. Vỗ bên đây cho bên kia xem. Vô. 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 Rồi nãy giờ mới quên luôn á. Lo ăn mà giờ bắt đầu mới lên tiếng. Em chào mấy chị em rồi. Nãy giờ mới tỉnh. Rồi em xin phép em nha. Rồi cuối cùng cũng vệ sinh xong rồi tụi mình về nha các bạn. Ăn uống no say hôm nay vui quá. Cà ri hôm nay cả đội tổ chức cà ri. Rồi xong chưa, bye bye, xin chào đi, tạm biệt.
tạm biệt, xin chào. Rồi nghe em rõ ràng nè, rõ ràng là làm vệ sinh rồi nha. Sạch sẽ. Ủa là cái này đi bắn vào. Của em có nhưng mà có của ai nữa không? Rồi. Liêu thì đặng tiền giá thế.